Hello, xin chào cả nhà. Trước màn hình đây là cái lô bông trang Pháp Cam. Các bạn xem, trang Pháp Cam thân một gốc. Máy ảnh đang trổ hoa. Wow, cái bông này trổ hoa cái cánh nè, màu cam. Wow, mưa mới vừa tạnh cho nên nước mưa còn đọng trên những cánh hoa. Đây, cái bông bên này nở xòe ra hết, gần tàn rồi. Cái này là màu cam nha các bạn. Định lên hình nhìn cái bông ngã ngã màu đỏ. Có cái cây trang thái đỏ kế bên. Các bạn xem so sánh màu đỏ đậm hơn màu cam. Cầm lên cho các bạn xem thân một cốt. Cái cây này thân một cốt. Có một số chưa trổ hoa. Nhưng cây này cũng thân một cốt. Chưa trổ hoa. Còn anh này thì cũng thân một cốt, chuẩn bị trổ hoa, đã kết nụ ở trên. Wow. Còn anh này thì hoa trổ đã tàn rồi, còn cái đài hoa. Hoàn toàn là thân một cốt. Đó, cái bông này màu cam. Đó, màu cam thấy thương chưa? Cái cây này cũng thấy thương ghê. Thân quá chuẩn, quá xuất sắc. Thoát thân luôn. Cái lá y chang như hình trái tim vậy đó các bạn. Bạn xem cái búp hoa này. Như là hai trái tim đang che chở một bông hoa. Quá đẹp và ý nghĩa. Đa số là cái nhánh lên tược chẵn hai với chẵn ba. Như cái anh này chẵn hai, cái nhánh dưới này. Anh này thì thân ra được chẵn ba. Anh này chẵn ba chẵn tư. Anh này ra tược điệu. Rồi, mình quay sơ lược giới thiệu cho các bạn cái lô bông trang Pháp Cam.
mới vừa nhập hàng về. Các bạn yêu thích và muốn sở hữu một trong số những cây pháp cam này thì hãy comment bên dưới giúp mình, và mình sẽ liên hệ lại để thỏa thuận giá cả và giao tận nơi cho khách hàng. Mình chân thành cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi kênh YouTube Chiên Bán Bông của mình. Kính chúc cả nhà cũng như là ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.